biên nơi địa đầu tổ quốc, mà trái tim hoa chung nhịp đồng, vươn tác phong dệt ước mơ say. Lời người năm xưa khắc ghi nơi góc tâm hồn, sông sông thần tiên tôi luyện thêm ý chí, ông cũng mở thanh khắc tên miền đất lạ, sắc son một đời dệt ước hoa cùng ta. Người giáo viên nhân dân vì tổ quốc biết bao người son vinh quang đã cho ngày cho ta xây lời xây nền xây bắc dân người hoa rừng khoe sắc tự hào người giáo viên điện biên. Trường Trung học cơ sở xã Bông Nót chúng ta long trọng tổ chức lễ khai mạc ngày sách
và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Và hưởng ứng Ngày sách và Bản quyền thế giới năm 2024. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe, thành công. Kính thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, như chúng ta đã biết, trong đời sống, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần, đóng vai trò rất quan trọng. Sách vừa là bạn, vừa là thầy. Sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Sách là người bạn gần gũi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của chúng ta. Vì thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Dù ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học là một trong những phương cách để hoàn thiện bản thân, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và để góp phần và phát triển xã hội. Thực hiện công văn số 7848 ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, trường Trung học Cơ sở Xã Văn Hóc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm lưu giữ sách, đồng thời cũng là dịp để đề cao trách nhiệm và của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam, nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hóa đọc trong cộng đồng. Trường Trung học Cơ sở Xã Bông Lót tổ chức hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Thông qua đó sẽ giúp các em rèn luyện tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, vun đắp cho các em tình yêu thầy cô giáo, tình yêu quê hương đất nước, tạo cơ hội cho các em bộc lộ năng khiếu, kỹ năng kể chuyện, thuyết trình trước đám đông. Và là một hoạt động văn hóa trong nhà trường, giúp học sinh phát huy năng lực tự học, tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập, rèn luyện thói quen đọc sách và làm việc với sách. Tôi hy vọng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay sẽ mang lại cho các em học sinh, các thầy cô nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý thầy cô giáo cùng các em học sinh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách. Hạnh phúc và thành công trong công việc. Chúc Ngày sách và Văn hóa đọc của Việt Nam cùng ta năm hôm nay thành công. Cô lời chào, lời kính chúc sức khỏe. Chúc chương trình khai mạc tuần lễ văn hóa đọc Việt Nam lần 3 hôm nay thành công tốt đẹp. Vâng, từ xa xưa, đọc sách được coi là một việc hết sức thanh tao. Người đọc sách là người có phẩm chất cao quý, có phong cách của một cao nhân. Người ta đọc sách để đảm đạo những triết lý về đời sống, những kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và quản lý xã hội. Song người ta còn đọc sách vì thưởng thức, chiêm nghiệm cái hay, cái đẹp, thấm thía, ý nghĩa nhân văn. Thông qua nghệ thuật của người viết sách, có thể nói sách là chiếc chìa khóa vạn năng, mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn của con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, vui sâu thẳm kín của mỗi con người. Và từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển của viễn thông, truyền hình và đặc biệt là công nghệ thông tin, phong trào đọc sách có chiều hướng đi xuống. Đó có lẽ là
tất nhiên khi xã hội phát triển hiện đại. Song công nghệ thông tin không thể thay thế cho sách. Với ưu thế đa dạng, tiện lợi, sách có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ai cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, việc cầm trên tay một cuốn sách bằng giấy vẫn có nhiều sự thú vị rất riêng của nó, nhất là khi đó là cuốn sách mà mình yêu thích. Đọc sách còn thể hiện nét văn hóa trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống học đường. Với ý nghĩa đó, hôm nay trong không khí trang trọng của buổi lễ, em xin được kêu gọi tất cả các bạn học sinh trường trung học cơ sở xã Bong Lót nói riêng, các bạn học sinh nói chung, hãy tham gia hưởng ứng sôi nổi tuần lễ đọc, góp phần thiết thực ngày hội trở thành một hoạt động có ý nghĩa văn hóa sâu rộng trong toàn thể học sinh, cho các bạn được tiếp cận và hiểu thêm nhiều cuốn sách hay, quý hiếm, bổ trợ thêm được nhiều kiến thức về tự nhiên, khoa học, xã hội, lịch sử để các bạn ứng dụng vào thực tế học tập, đồng thời cũng đem đến một thông điệp về tầm quan trọng của việc đọc sách. Mỗi trang sách mở ra một chân trời mới, tất cả các bạn hãy quan tâm có phương pháp phù hợp, hiệu quả nhất để đọc sách. Sách tốt sẽ giúp nâng cao trí tuệ và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người. Thay mặt các bạn học sinh trường trung học cơ sở xã Bong Lót, chúng em xin nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 và xin hứa sẽ tìm đọc nhiều sách để gieo những hạt giống tâm hồn mới. Qua các trang sách, mọi người có thêm những cái nhìn tuyệt vời về tri thức, về cuộc đời này, về trí tuệ, yêu thương, chân thành và hạnh phúc hơn. Xin kính chúc quý thầy cô giáo, các bạn học sinh sức khỏe, hạnh phúc. Em xin kính chúc lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 thành công, tốt đẹp. Xin chào thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Chiến tranh đã lùi xa, trào lửa Điện Biên một thời ác liệt giờ trở thành điểm đến của muôn người. Có thể nói sau 70 năm, Điện Biên năm xưa lại đã khoác lên mình chiếc áo mới. Điện Biên không ai không vui mừng trước sự thay ra đổi thịt từng ngày của vùng đất là một thời là chiến địa. Những ngôi nhà cao tầng mới tinh khôi mọc lên san sát bên những con đường rộng thênh thang tấp nập người qua lại. Điện Biên Phủ hôm nay đang tự tin đặt những bước chân vững chắc trên con đường hội nhập. Đến với ngày hội hôm nay, trường trung học cơ sở xã Bong Lót xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bạn đọc cuốn sách lớn Huyền thoại Điện Biên như một nén tâm nhang, một tượng đài bằng chữ dâng lên các anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, cách đây 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu đã đưa cuộc kháng chiến 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta tới thắng lợi hoàn toàn, giải phóng một nửa đất nước. Đó là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Như những bạch lạc, bạch đàn, chi lăng, đống đa của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, làm rạng danh đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. 70 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ không chút phai mờ. Ngược lại, quãng thời gian đó càng giúp chúng ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về cuộc chiến đấu giành tự do của cả dân tộc. Trên từng trang sách với một bố cục nội dung đầy dấu ấn lịch sử hào hùng, cuốn sách đã tái hiện lại thật sinh động về một chiến dịch Điện Biên Phủ ác liệt và hào hùng hơn nửa thế kỷ trước. Những trang sách đã làm sống lại khung cảnh khốc liệt và vô cùng anh dũng của Điện Biên Phủ năm 1954. Những chiến hào bùn lầy đẫm máu cho chúng ta hiểu rõ về giá trị của từng tấc đất. Những cánh rừng hoa ban nơi các chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của cả dân tộc. Trong cuộc đọ sức quyết liệt ấy, giữa một bên là sức mạnh của các loại vũ khí tối tân của một tập đoàn cứ điểm được coi là bất khả chiến bại, nơi mà kẻ địch tự tin có thể đè bẹp và tiêu diệt quân Việt Minh, với một bên là sức mạnh của ý chí con người, của lòng quả cảm, sẵn sàng quyết tử cho một tổ quốc quyết sinh. Thế nhưng Điện Biên Phủ lại chính là mồ chôn của quân giặc, là nơi mà sức mạnh và ý chí Việt Nam được thể hiện và phát huy cao nhất. Núi cao, suối sâu, rừng rậm với vô vàn khó khăn trở ngại đã không ngăn được những đôi chân thần kỳ, những đôi vai cứng hơn thép, những khát vọng chiến thắng của người chiến sĩ Điện Biên. Cuốn sách có khổ lớn là 21x29cm. Rất trang trọng này dành phần lớn số trang để đăng danh sách của 5.000 anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ như một lời nhắc nhở những người đang sống về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và càng trang trọng hơn
cuộc thi tìm hiểu lịch sử Điện Biên ngày nay.
Đội thi số 1, chúng ta chọn gói câu hỏi số 1. Gói câu hỏi số 1 chúng ta gồm 5 câu hỏi. Các chú ý, cô sẽ đọc câu hỏi và câu trả lời. Sau đó các em sẽ chọn đáp án đúng. Câu 1. Tên gọi Điện Biên Phủ có từ bao giờ, do ai đặt? A. Năm 1841, do vua Thiệu Trịnh đặt. B. Năm 1909, do toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập. C. Năm 1992, theo nghị định số 130 của Hội đồng Bộ trưởng. D. Năm 2003, theo nghị định số 110 năm 2023, nghị định chính phủ. Mời lên. Đội số 1 chọn đáp án A, năm 1841 do vua Thiệu Trị đặt. Và đáp án A đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội chơi. Câu 2. Ở dưới các bạn nghe nhá, nếu mà đội chơi trả lời quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 được Bộ Chỉ huy chiến dịch đề ra tại huy quân đội viễn chinh Pháp bắt sống tướng đờ Cát Tơ Huy cùng toàn bộ bộ tham mưu, chấm dứt 56 ngày đêm bão lửa, đồng thời kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trường kỳ gian khổ của quân và dân ta. Trong quá trình xâm lược, để thuận tiện cho việc di chuyển, quân Pháp đã cho xây dựng một cây cầu sắt bắc ngang qua sông Nậm Rốm và gọi đó là cầu Wenli, một công trình quân sự nằm trong phân khu trung tâm, nối giữa các cứ điểm ở phía tây sông Nậm Rốm và các cao điểm ở phía đông của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, là đường vận chuyển thực phẩm, nguyên liệu, đạn dược, dây thép gai vân vân để phục vụ cho việc xây dựng các cứ điểm ở khu vực phía đông. Đây là cây cầu dã chiến được làm sẵn và được vận chuyển từ Pháp sang lắp đặt tại Điện Biên Phủ. Cây cầu dài 40m, rộng 5m, hai bên thành cầu là những thanh sắt chống đỡ đơn giản, không có trục giữa. Ở phần dưới là những thanh dầm bằng sắt được liên kết với nhau rất chặt chẽ, đảm bảo trọng tải từ 15 đến 18 tấn. Để bảo vệ cây cầu huyết mạch này, quân đội Pháp đã bố trí các cứ điểm 507, 508 và 509, được mệnh danh là thiên thần gác cửa để bảo vệ cây cầu. Đúng 17 giờ chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, các chiến sĩ đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng các chiến sĩ trong tổ xung kích đã tiến thẳng vào sở chỉ huy của tướng Đờ Cát Tơ Ri, bắt sống ông ta và cùng toàn bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử của dân tộc như một mốc son chói lọi. Cầu Mường Thanh cùng với những di tích khác thuộc di tích quốc gia đặc biệt tại chiến trường Điện Biên Phủ đã trở thành minh chứng cho chiến thắng anh liệt của dân tộc ta. Cây cầu Mường Thanh, cây cầu lịch sử nối giữa quá khứ với hiện tại, chiến tranh với hòa bình, vẫn đang hàng ngày chứng kiến sự thay ra đổi thịt của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Phần trình bày về cầu Mường Thanh của đội chúng em đến đây là kết thúc. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý ban giám khảo. Em xin chân thành ban giám khảo, các quý vị đại biểu và quý khán giả đã lắng nghe. Xong, các thầy cô giáo sẽ là lần lượt các em đội viên, bắt đầu từ khối lớp 6, sau đó lớp 7, lớp 8 và lớp 9, chúng ta lên để chúng ta ủng hộ sách.
Xong các thầy cô giáo, các bắt đầu từ 6A1 các em lần lượt. 6A1, 6A2, đến 6A5, sau đó đến 7B1, đến 7B5. Các lần lượt lên. Mới 2A, mới 5 thôi. Có những cái sách